Hello, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của hàng bác gì ạ. Lúc clip ngày hôm nay thì em mới về được một lô bếp ga nhé, đã dọn vệ sinh sạch sẽ này, từ có Rinnai nút nhấn nhé, Paloma nút nhấn này. Đấy, màu sắc thì khác nhau nha bác nhé, màu trắng màu đen có cả này, nút nhấn nút xoay của Paloma của Rinnai có hết đó nhé. Đấy, hình thức thì cần tương đối là ok. Đấy, thì giá hợp lý thôi, không có. Đấy, nút nhấn này, Interina nó nhấn đầy cao đây nhá. Đấy, thì em cho các bác xem này, bên trong sạch sẽ này, vệ sinh đã lên vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Để đây thì nó hơi bụi đi đây, trắng bô một một đi nhá. Đấy, bác nào thích em đi nào bác thì alo cho em nhé, để em test em quay cho các bác xem. Đấy, vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Đây đây các bác này, trắng bô này, đây cái chuồng vệ sinh này. Đấy, thì clip này thì em mới báo cho các bác thôi. Bác nào lấy thì bác alo cho em nhé. 0983 này, 3/15 giúp em với bếp ga này. Xin chào các bác nhé, hẹn các bác clip tiếp theo nhé.